Thưa quý vị, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sở hữu trí tuệ tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Sáng nay, các đại biểu cho rằng Ban soạn thảo cần điều chỉnh bổ sung các quy định để đẩy mạnh bảo hộ phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm địa phương, trong đó chú trọng đến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đặc thù. Nhóm ý kiến cho rằng dù ban soạn thảo đã có nhiều cố gắng, song việc sửa đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ lần này còn nhiều nội dung chưa được quy định rõ, chưa giúp hoạt động này ngày càng tiệm cận với thực tiễn và thông lệ tiến bộ của thế giới. Tôi đề nghị dự thảo luật làm rõ hơn phạm vi miễn trừ trách nhiệm cụ thể là trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng tiền và trách nhiệm chi trả án phí, lệ phí trong trường hợp kiện ra tòa. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý khác nếu có xảy ra. Các đại biểu cũng nêu ra hiện tượng phổ biến hiện nay là việc đăng ký nhãn hiệu dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có thương hiệu trên thị trường. Hiện tượng chiếm giữ đầu cơ tên miền gây cản trở cho hoạt động kinh doanh hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu tên thương mại. Hành vi sau đây bị coi là hành vi không cạnh tranh lành mạnh. D. Đăng ký phải chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc cây tương tự nhầm lẫn với nhãn hiệu tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng hoặc có dụng ý xấu hoặc nhằm thu lợi bất chính. Dự thảo luật cũng đã bổ sung nội dung về nguồn gen và tri thức bản địa, cho phép góp vốn bằng tài sản trí tuệ nhằm thúc đẩy thương mại quá công nghệ. Tuy nhiên cần xem xét việc bổ sung các quy định chặt chẽ nếu không, Việt Nam sẽ dễ bị mất đi những nguồn gen sinh học quý hiếm và mất đi bản quyền giá trị khai thác từ những nguồn tài sản trí tuệ thiên nhiên này. Nguồn gen, vật liệu, kiến thức bản địa là thế mạnh của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Luật sở hữu trí tuệ cần thúc đẩy phát triển các thế mạnh trên để trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cạnh tranh trên thị trường, nhưng đồng thời cũng cần phải bảo hộ được các giá trị này bởi trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các tổ chức các quốc gia bên ngoài sẽ tăng cường tìm kiếm khai thác trong khi chúng ta chưa có hệ thống đủ mạnh để nghiên cứu, phát triển và thương mại. Sau khi tiếp thu chỉnh lý luật sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ sẽ bổ sung sửa đổi 103 điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong đó có 12 điều chỉ sửa đổi bổ sung về kỹ thuật, bãi bỏ một số quy định tại năm điều. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giá, Luật Hải quan, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Quản lý sử dụng tài sản công để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.